Xin chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn đang xem là chiếc tủ lạnh Samsung dung tích 360 lít. Mã sản phẩm là RT35K 5982BS. Được sản xuất từ Thái Lan. Và chiếc tủ lạnh này mình mua ngày 21 tháng 12 năm 2018, thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2021, tức là hơn một năm mình đã mua cái tủ lạnh này và sử dụng được đến nay là hơn một năm. Thì hôm nay mình sẽ quay review lại và sẽ có những đánh giá nhận xét cho các bạn đang có ý định mua tủ lạnh hoặc sắp tới sẽ mua tủ lạnh, tham khảo về cái dòng tủ lạnh Samsung Invector có lấy nước ngoài và làm đá tự động. Thì trước mắt quý vị đang thấy là về ngoại hình, thì nguyên bản tủ lạnh này là sẽ không có cái giá kệ inox này. Thì trước đây là mình đặt cái giá inox này là đặt riêng, vị chi hết 1 triệu đồng cái chân inox này bằng inox 304. Đó, thì cái tủ lạnh này chiều cao của nó so với một người lớn là vào khoảng 1m8. Chiều cao tủ lạnh này khoảng 1m8. Thông số kỹ thuật thì các bạn có thể search trực tiếp trên Google để biết thêm. Đó, còn đây là ngoại hình. Mặc dù đã sử dụng được trên một năm rồi nhưng mà nó vẫn là như mới, không có một vết xước. Đó, thì các bạn yên tâm để mua vấn đề này. Mua tủ lạnh này thì sẽ không sợ về cái ngoại hình nó xuống cấp. Đó, mình quay chi tiết cho các bạn xem về các góc cạnh nước sơn. Thì như các bạn nhìn thấy cái nước sơn ánh lại nó phản chiếu như gương này. Đó, thì nó hiển thị là cái tủ lạnh vẫn còn nước sơn cực chuẩn. Đó, thì mình đánh giá là về cái ngoại hình của tủ lạnh này là không có điểm gì để chê trách. Và cái phần hai bên mặt tủ là sẽ được sơn sơn sần đen. Sơn sần đen. Tới nay là cũng được hơn một năm rồi. Nó sẽ có một cái bề mặt nhám giống như là kiểu như bề mặt da, sờ nó rất là thích tay. Và cái tủ lạnh này khi mình mua vào thời điểm mình mua là nó vào khoảng 16 triệu 9, và khi mình mua thì nó được tặng kèm khuyến mại kèm một chiếc nồi chiên không dầu hiệu Cuckoo 1,8 lít. Đó là những cái sản phẩm mình mua là nó được tặng kèm. Thì hiện tại cái tủ lạnh này tại thời điểm hiện tại năm 2021 thì có thể là nó sẽ xuống còn khoảng tầm 10 hoặc trên 10 triệu một chút. Thì mình nghĩ là cái sản phẩm này rất là đáng giá để cho các bạn tham khảo. Đó, thì mình sẽ chỉ cho qua các bạn về cái màn hình hiển thị này. Các nút nhấn này là đến nay dùng đã hơn một năm mà mình còn chưa cả bóc cái lớp lớp ni lông này, tức là nó vẫn như mới. Đó, nếu nó bóc cái lớp này ra là vẫn là mới 100%, mà đến nay đã hơn một năm rồi. Thì ở đây nó sẽ có hai cái hiển thị. Thì ở đây cái hàng hiển thị âm này là sẽ hiển thị cho ngăn đá trên. Cái nguyên lý hoạt động của cái tủ lạnh Samsung này là sẽ có hai dàn lạnh độc lập chạy riêng biệt. Tức là cái quạt gió ở ngăn tủ lạnh dưới là nó sẽ chạy độc lập như thế này. Đó, nó không giống như một số tủ lạnh phổ thông của các hãng khác là nó sẽ là dùng chung, thì cái luồng gió nó sẽ đi cả ngăn lạnh và ngăn đá, thì nó sẽ gây ám mùi vào cái bên ngăn đá. Đó. Thế nhưng tủ lạnh Samsung này cái ưu điểm của nó là dùng dàn lạnh độc lập. Đó. Tức là dàn lạnh quạt gió của ngăn đá là riêng biệt, dùng tách biệt, không liên quan gì đến ngăn quạt gió của bên làm lạnh, ngăn tủ mát. Đó, và sẽ có đây là phần lấy nước ngoài, tức là khi mùa hè hoặc đặc biệt là các bạn nào ở trong miền trong hoặc Sài Gòn là miền nóng quanh năm ấy, thì cái đây là một cái điểm cộng rất là lớn của cái tủ lạnh này. Và hiện tại mình đã tham khảo trên các cái website điện máy thì hiện nay có rất nhiều dòng tủ lạnh đã áp dụng cái công nghệ lấy nước ngoài phía ngoài tủ giống như tủ lạnh Samsung này.
Đó. Thì trên video các bạn sẽ nhìn cái màu tủ nó sẽ không hiển thị chuẩn với cái màu màu thực tế ở ngoài. Thì cái màu này ở ngoài thực tế bằng mắt thường các bạn nhìn thấy nó sẽ rất là đẹp. Đó, nhưng mà mình quay bằng camera thì nó sẽ lên một cái nước bóng chuyển sang hơi xám, nhưng thực tế nó là màu đen, đen bóng. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Và đây là cái tem 7 màu của chính hãng của Samsung. Đó, không thể làm giả được. Các bạn yên tâm là như vậy. Và đây là trên cái đồng hồ này là hiển thị. Đồng hồ hiển thị là của ngăn mát này. Tức là đây là mình đang cho mát tối đa là 1 độ. Đây, nếu ví dụ như các bạn ở trên vùng cao hoặc những cái vùng lạnh hoặc là muốn tiết kiệm điện không cần dùng nến lạnh nhiều thì các bạn bấm nút này. Đó, mình sẽ bấm thử cho các bạn xem. Nó sẽ từ 1 nó sẽ nhảy xuống 7, xong lên 5, lên 3, lên 2, lên 1 và cứ xoay vòng lại như vậy. Cái bên này nó cũng tương tự. Đó, đây là hai vế tương ứng 3 nút là nó dọc xuống. Như vậy, đó, mình sẽ bấm thử. Đó. Cái chế độ này là chế độ tiết kiệm điện. Nhưng mình không dùng mà mình sẽ dùng cái lạnh nhất, đây mình bấm thêm. Đó, nó sẽ về đến 7 độ. Xong nó lên 5, lên 3, lên 2 và lên 1, ok. Tiếp theo đây là các cái chế độ hiển thị. Thì đến nay mình dùng 1 năm rồi mình cũng không quan tâm lắm về những cái chế độ này. Thực sự là mình cũng không dùng đến. Thì như theo hướng dẫn của cái tủ lạnh này là nó cho phép các bạn, ví dụ như các bạn nào mà làm bán hàng hoặc là có những cái thứ cần để đồ nhiều, không dùng đá mà chỉ dùng ngăn mát nhiều, thì các bạn có thể chọn được cái chế độ cái ngăn trên này là ngăn mát song song hoàn toàn được. Thì nó là ở chế độ như thế này. Thì nếu các bạn nào đang có ý định mua hoặc là nghiên cứu sâu thì sẽ search ở trên Google, còn mình nhu cầu sử dụng của mình là nó không sử dụng theo kiểu như vậy mà mình dùng phổ thông giống như những gia đình khác là ngăn đá làm đá và ngăn mát để đồ ăn. Nút này cũng tương tự ở cái chế độ làm đá tự động. Ở cái máy này nó có chế độ làm đá tự động. Mình thấy đây là một điểm rất là hay và mình rất là thích cái tủ lạnh này ở cái chế độ làm đá tự động đấy. Thì có nhiều bạn sẽ có thể là nghe thông tin ở đâu đó hoặc là lo ngại về cái công nghệ này là nó sẽ dễ hỏng. Thì hiện tại mình đã sử dụng đến nay là 1 năm rồi, trên 1 năm rồi. Hoàn toàn không có một vấn đề gì xảy ra đối với lại cái chế độ làm đá tự động này. Thì nếu như các bạn nào mà để tủ lạnh này ở bên nhà bếp, tức là các bạn làm ở nhà nhà tầng mà để phòng cái tủ lạnh này ở phòng bếp và ngủ ở phòng khác thì sẽ không có vấn đề gì. Ví dụ như các bạn ở nhà cấp 4 hoặc là ở phòng trọ hoặc là những cái nhà nhỏ, diện tích nhỏ thì nếu để ở cạnh phòng ngủ thì ban đêm cái đá nó rơi xuống cái khay này nó sẽ hơi làm cái người ngủ ở phòng bên cạnh bị giật mình nếu những người đó là người khó ngủ. Nhưng tuy nhiên là nếu mà mình quen rồi thì không vấn đề gì. Ngày đầu tiên mình mua về mình cắm, tức là khi chuyển tủ lạnh về và đặt cho nó lắng ga khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Sau đó mình cắm điện, đổ nước vào ngăn trong, một lát nữa mình sẽ mở tủ và cho các bạn xem cái ngăn đựng nước làm đá và cũng như để làm lấy nước mát. Mình đổ đầy nước, cái bình chứa nước đó là 5 lít. Và mình để theo dõi xem là bao nhiêu thời gian thì nó sẽ có đá để rơi xuống tự động. Thì mình nhận thấy rằng là cái tủ này mẻ đá đầu tiên là nó phải mất nguyên một đêm. Tức là nó khoảng mười mấy tiếng từ tối cho đến sáng ngày hôm sau là nó khoảng vào mười mấy tiếng đó là nó bắt đầu mới rơi đá mẻ đầu tiên. Và sau khi nó đã có đá ở trong đấy rồi thì tiếp theo những cái lần đá rơi tiếp theo nó sẽ rất là liên tục nó sẽ rất là nhanh đó. Cho nên các bạn nào nếu như đã mới mua tủ lạnh này hoặc sắp mua nhưng khó tính hoặc là sẽ nóng tính thì nên lưu ý những cái mình vừa nói là mẻ đá đầu tiên nó sẽ rất là lâu để tránh các bạn có thể là sốt ruột nghĩ là tủ nó không chất lượng. Đó thì các bạn cứ yên tâm là sau khi đá nó đã rơi rồi thì nó sẽ rơi liên tục. Và cái này cũng rất là hay là nó khi đã đầy
khay đá là nó sẽ tự động ngắt, cho các bạn yên tâm là thắc mắc là nếu như đầy thì làm sao. Nó sẽ có hai ngăn đá, cái ngăn trên là ngăn đựng đá để làm tự động, còn ngăn ở dưới sẽ là ngăn trữ đá, tức là sẽ có hai ngăn đá liền. Cái này rất là hay cho các bạn nào mà ví dụ như gia đình có ông xã hoặc là người đàn ông trong gia đình mà mình hay nhậu hay uống bia, thì đây sẽ là một cái điểm cộng cực kỳ lớn. Hoặc là các chị em muốn đang tham khảo tủ lạnh nhưng thì đây cũng là một điểm để lấy lòng các ông chồng khi muốn xuống tiền để mua tủ lạnh cho các bạn đó. Và cái này, hai cái ngăn đá này của nó sẽ là vào khoảng như mình căn thì sẽ là đủ dùng cho một bữa tiệc 10 người. Đủ dùng cho một bữa tiệc 10 người. Đấy là hai cái ngăn đá đó. Đủ dùng cho một bữa tiệc 10 người. Đó. Đấy là một điểm cộng rất là lớn. Một lát nữa mình sẽ mở để cho các bạn xem thực tế. Đó, và như vậy là ngoại hình các bạn đã được xem kỹ càng. Rồi mình sẽ quay lại một lần nữa. Hai bên mặt này là được sơn sơn màu đen sần, có giả vân rất là đẹp. Đây là vân theo kiểu giả da đấy, nhưng mà nó làm bằng sắt rất là thích. Mình thích cái điểm này lắm. Đó các bạn, những cái góc cạnh này nó làm bằng không biết là chất liệu gì, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là cứng cáp chứ nó không phải là nhựa. Nó là chất như kiểu là chất liệu kính. Đó, thì cái mình cũng là một người khó tính về chọn về các ngoại hình, thì mình thấy đây là một cái ngoại hình đẹp của tủ lạnh này. Cái máy này nó sẽ có hai dung tích, một là 360 hoặc là 380 lít. Đó, ok, và bây giờ mình sẽ mở ngăn đá trước cho các bạn tham khảo xem cái nội dung bên trong. Đó, xin mời các bạn. Đó, thì như các bạn đang thấy, đây là chính là hai ngăn đá. Hai ngăn đá làm tự động, Auto Eye Maker, tức là tự động làm đá đây. Và cái ngăn đá này nó có một cái hay nữa, nó là cái mảnh cool pad, tức là cái khay đá khô. Đó, cái khay đá khô. Thì cái này mình sẽ nói sau nhé. Đây là hai ngăn đá. Đó. Thì nếu như đây mình sẽ soi kỹ vào bên trong. Đây mình sẽ bỏ ra mình soi kỹ vào bên trong. Đó, thì các bạn nhìn thấy cái khay này. Đây chính là khay đá tự động. Thì khi các bạn làm đá nó đầy. Đây mình sẽ mô tả lại cho các bạn. Và các cái viên đá này nó rất là hay nhá. Nó sẽ nhỏ, nó sẽ là giống như cái gọi là cái thỏi ngân lượng của bên phim Trung Quốc thời cổ ngày xưa ấy đó. Những cái viên đá nó sẽ rất là dễ để cho các bạn thả vào cốc. Nó rất là đẹp. Đó. Thì khi đá nó đầy, nó đá đầy đây thì nó sẽ chặn cho, tức là cái khay làm đá nó nằm như này, thì khi đá nó cứng xong thì nó sẽ rơi úp xuống. Đó, và nó lại ngửa lên để nó tự nó rót nước vào đây để nó làm tiếp. Thế nhưng khi đá nó đầy rồi thì nó đầy thì chính cái viên đá nó sẽ chặn ở bên phía dưới để cho nó không 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 lật đầy được nữa, thì lúc đó là nó sẽ tự động ngắt. Và đó là cái nó đã thiết kế, nhà sản xuất đã thiết kế cho các bạn không cần phải lo lắng về nó hỏng. Và khi nó làm đầy, ví dụ như là qua một đêm nó làm đầy đến đây rồi, thì hôm sau thì các bạn sẽ kéo ra và để xuống đây và đổ cái khe này lên, như vậy là xong. Cái tủ lạnh ngăn đá này rất là lớn, các bạn nhà có tầm 6 đến 8 người là để thoải mái, tha hồ để kem, đồ đông lạnh, rồi đồ thịt đông các thứ vân vân, đủ để đồ cho khoảng 3 đến 5 ngày đồ ăn đông đá, thoải mái. Ok, và tiếp theo mình sẽ mở qua cái ngăn lạnh để cho các bạn tham khảo thêm. Đấy, cái thiết kế này của nó cũng rất hay này, tuy nhiên là cái này thì nó sẽ hơi có bám bụi và lâu ngày, thì nếu các bạn sử dụng lâu ngày là nên vệ sinh cái ngăn hốc trong này để tránh bị bẩn những cái đầu ngón tay khi chúng ta móc vào. Còn cái bên ngoài này của nó, các bạn nếu yêu thích sự thẩm mỹ cao thì nên lau chùi thường xuyên, nó sẽ bóng như gương và không có một viên xước nào. Cái này nó đã là cái vân sần xước. Ở đây mình quay buổi tối, đây nó sẽ hiện cái vân sần xước ngang ngang như thế này, rất là hay. Và mình dùng đến nay là chưa có một vết xước nào. Ok, mình sẽ mở. Đó, thì như quý vị đang thấy là tủ này rất là rộng. Đây là ngăn cuối, là ngăn để rau củ quả. Cái này các bạn để một tuần.